Chào mừng quý vị trở lại với kênh Tham quan nước Mỹ Channel. Mình xin kính chúc cho toàn thể quý vị luôn luôn dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh Tham quan nước Mỹ Channel, bạn đừng quên nhấn nút like cũng như là nút đăng ký kênh là cái nút màu đỏ phía dưới để mỗi khi mình ra video mới, bạn là người đầu tiên nhận được những cái thông tin mới nhất nhé. Để cập nhật thông tin về những chuyến bay đi về Việt Nam trong thời gian sắp tới cũng như là những thông tin mới nhất mà chúng ta cần phải nắm thì sau đây em có một số việc cần chia sẻ đến tất cả quý vị để quý vị nắm được. Thì trong thời gian vừa qua rất là nhiều quý vị quan tâm về cái vấn đề vé máy bay đi về Việt Nam trong thời gian sắp tới là giá vé máy bay như thế nào trong cái dịp Tết Nguyên Đán cũng như là từ tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2 thì giá vé máy bay có rẻ hơn hay không? Bởi vì trong cái mùa hè này giá mà tương đối rất là cao, chỉ có những ai mua vé trước rồi, mua sớm thì giá nó mới rẻ thôi, còn ai mà mua trong mùa hè này luôn thì giá nó tương đối rất là cao quý vị, cho nên là bây giờ ai cũng cảm thấy lo lắng cho cái vấn đề vé máy bay của mình. Và hiện tại bây giờ bên em có vé rất là rẻ cho những ai mua vé đi về dịp Tết Nguyên Đán là tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2, tháng 3. Nếu mà ai có nhu cầu tìm những cái giá vé máy bay rẻ cực kỳ khứ hồi từ Cali, California hoặc là từ 50 tiểu bang nước Mỹ thì hiện tại bây giờ có những cái vé mà khứ hồi từ Cali luôn nha quý vị, nó rơi giờ khoảng vài trăm đô cho tới 1.000 thôi, không có cao lắm. Là trong cái dịp Tết sắp đến, nếu mà chúng ta trong tháng 9, tháng 10 rất là rẻ. Nếu mà quý vị nào có nhu cầu cần tìm vé máy bay giá rẻ thì hãy liên hệ bên em ở cái số điện thoại là 714 244 8834. Em xin nhắc lại số điện thoại 714 244 8834. Vui lòng hãy kết nối bằng Viber hoặc là Zalo để thuận tiện cho em trong cái vấn đề hỗ trợ quý khách mọi lúc mọi nơi. Quý vị thân mến, hiện tại bây giờ có những cái vé máy bay cực kỳ giá rất là tốt không quý vị, từ Cali sang Bangalore hoặc là San Francisco đi về trong tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2. Nếu mà chúng ta chuẩn bị từ bây giờ thì chúng ta có những cái vé tương đối rất là ổn. Và bên em cũng có giá vé máy bay rất tốt cho quý vị bay từ Canada đi về Sài Gòn. Hiện tại bây giờ giá Canada đi về Sài Gòn cũng tương đối rất là thấp nha quý vị nha. Nếu mà quý vị mua sớm chuẩn bị cho mùa Tết sắp tới thì ở Toronto, Canada, nếu mà chúng ta mua hãng EVA mà về Tết năm sắp đến á, là giá tương đối cũng rất là rẻ nếu chúng ta chuẩn bị mua từ bây giờ. Thì nếu mà có những người mua vé về Tết 2023 đã có bán từ lâu rồi thì người ta cũng đã chuẩn bị mua từ lâu rồi, giá vài trăm đô thôi, khứ hồi đi từ sân bay New York hoặc là JFK đến Tân Sơn Nhất, nhưng mà chuyến bay đi Việt Nam tương đối là cũng ổn nha quý vị, có những chuyến đi rất là tốt. Cho nên quý vị nào mà có nhu cầu cần đi trong cái dịp Tết thì chúng ta hãy chuẩn bị từ bây giờ để chúng ta có những cái vé máy bay giá tốt nhất. Thì hiện tại bây giờ quý vị cũng biết rồi, giật giá thì leo thang. Sau cái hơn 2 năm trời dịch bệnh thì ảnh hưởng đến nền kinh tế của toàn cầu rất là nhiều. Hiện tại bây giờ chúng ta đi về Sài Gòn thì giá cả nó cũng rất là mắc quý vị. Khách của em đi về đó chơi thì đi qua đó nói là hiện tại bây giờ bên Việt Nam là đồ đạt đồ cũng rất là mắc. Chẳng hạn như là đồ ăn chúng ta mua cũng mắc. Hồi xưa ví dụ một tô phở mình ăn có nó rẻ hơn, bây giờ giá nó gấp rưỡi gấp đôi, do ảnh hưởng của dịch bệnh, giờ rau củ quả cái gì cũng mắc, rồi ảnh hưởng chiến tranh xăng cộ nó tăng giá, cho nên mọi thứ giật giá leo thang. Thì khi mà chúng ta đi mua sắm về Việt Nam, chúng ta đi mua sắm mọi thứ nó cũng mắc hơn. Ngay cả ở Mỹ thì bây giờ quý vị đi chợ quý vị cũng thấy rồi, ngày xưa mà mình đi mua 100 đô là một xe đồ ăn tại Cali nha quý vị nha, em không nói những tiểu bang khác thì nó ít đồ ăn Việt Nam. Đồ ăn Mỹ tương đối nó mắc thì không nói rồi,
Nhưng mà ở Việt Nam là chúng ta đi mua chợ Việt Nam á, hoặc là nó có nhiều cái chợ Á Đông nó sale những cái đồ ăn rất là rẻ, chẳng hạn như hồi xưa cái giá một 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 99 cent thôi là 5 bao cà chua luôn ở chợ Pak Choi ở bên Cali nè quý vị. 99 cent thôi là 5 bao cà chua chẳng hạn, rồi 99 cent 5 bao dưa leo, rồi chẳng hạn 99 cent 5 bao rau củ quả, đại khái cái gì cũng 99 cent 5 6 bao như vậy đó, củ hành cũng vậy, rất là nhiều quý vị, nó rẻ lắm. Mà bây giờ dịch bệnh rồi nó cũng ảnh hưởng, bây giờ thí dụ ngày xưa mình bay rồi mình mua được 5 bao 99 cent, bây giờ 99 cent mình mua được có 3 bao thôi thì nó bị hạn chế và nó cũng sẽ mắc lên, cho nên nó cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế rất là nhiều. Nhưng mà may mắn là chúng ta ở Cali mọi thứ người ta trồng nó thời tiết nó không bị ảnh hưởng nhiều, chúng ta trồng được quanh năm thì rau củ quả nó tương đối giá rẻ hơn những người ở tiểu bang lạnh, người ta phải mua giá rất là mắc tiền. Chẳng hạn như quý vị lên New York, thành phố New York thì đâu có trồng được cái gì, người ta phải nhập khẩu từ những cái tiểu bang khác qua, thì xe vận chuyển và tất cả mọi thứ nó làm cho đồ ăn ở nơi đó cũng cũng tăng lên và giá cả nó cũng tăng lên rất là cao quý vị. Cho nên mọi thứ nó tăng lên thì cái việc vé máy bay tăng lên nó cũng là bình thường thôi. Nhưng mà nếu chúng ta biết mua đúng cách, có người tư vấn chính xác, mua đúng thời điểm, đúng đúng phương diện của một cái vé máy bay cần có sự chuẩn bị, thì chúng ta sẽ có vé máy bay rất là rẻ để đi về Việt Nam trong thời gian Tết sắp đến. Nếu quý vị nào có nhu cầu cần mua vé máy bay thì hãy liên hệ bên em để hỗ trợ quý vị nha. Và sau đây em xin giới thiệu sơ qua về cái dịch vụ bên em là đại lý vé máy bay toàn cầu, bán vé máy bay từ Mỹ, 50 tiểu bang của nước Mỹ, Canada và tất cả các nước trên thế giới đi về Việt Nam. Và chiều ngược lại, vé máy bay từ Việt Nam qua Mỹ, Canada và tất cả các nước. Nếu quý vị nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ em ở cái số điện thoại em mới vừa cho ở trên. Và sau đây em xin giới thiệu sơ qua về cái dịch vụ là bên em chuyên nhận làm các dịch vụ lãnh sự cho công dân Việt Nam, như là đổi hộ chiếu Việt Nam còn hạn hoặc đã hết hạn, kể cả các hộ chiếu đã hết hạn từ lâu, cấp mới hộ chiếu Việt Nam trong trường hợp hộ chiếu của khách bị mất hoặc hư hỏng, xin cấp hộ chiếu Việt Nam cho các khách sang Mỹ từ lâu mà chưa bao giờ có hộ chiếu trước đây, chỉ có các giấy tờ Việt Nam như là giấy khai sinh, cấp hộ chiếu Việt Nam cho trẻ em sinh ra tại Hoa Kỳ có ba hoặc mẹ mang hộ chiếu Việt Nam, làm visa 5 năm miễn thị thực, làm visa cho khách nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, các giấy tờ ủy quyền tài sản mua bán nhà đất, từ chối di sản thừa kế, các loại ủy quyền khác, phiên dịch các loại giấy tờ, gia hạn thẻ xanh 10 năm, dịch vụ đổi bằng lái xe quốc tế. Em xin giới thiệu rõ ở đây là cái dịch vụ đổi bằng lái xe quốc tế là quý vị có cái bằng lái xe ở Mỹ thì em sẽ làm cho quý vị có cái bằng lái xe quốc tế để khi về Việt Nam quý vị lái xe ở Việt Nam được. Và khi đi du lịch ở những nước khác, quý vị cũng lái xe được ở những nước khác. Cái bằng lái xe quốc tế này á, nó lái được hai bánh và bốn bánh luôn nha quý vị, và nó sẽ có giá trị là 10 năm. Nếu quý vị nào có cần làm bằng lái xe quốc tế để về Việt Nam lái xe thì hãy vui lòng liên hệ em ở số điện thoại là 714 244 8834. Số điện thoại 714 244 8834. Em tên là Thúy Hằng. Vui lòng hãy kết nối bằng Viber hoặc là Zalo giúp giùm em nha quý vị. Xin bằng lái xe quốc tế cho du khách lái xe tại Mỹ. Nhiều dịch vụ lãnh sự khác như là phiếu lý lịch tư pháp, giấy xác nhận nguồn gốc Việt Nam, dịch vụ chuyên làm hồ sơ về di trú Mỹ, chuyên lo những hồ sơ bảo lãnh diện vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh em để định cư, chuyên làm hồ sơ về bảo trợ tài chính để bảo lãnh người thân qua Mỹ định cư, hỗ trợ những ai thu nhập thấp cần người cô sai để hoàn thành hồ sơ bảo trợ tài chính để bảo lãnh người thân qua Mỹ định cư, nhận chuyển hàng quốc tế từ Việt Nam qua Cali, sẽ mở văn phòng tại Sài Gòn trong mùa hè này, rất mong sự ủng hộ của quý khách, tổ chức tour du lịch từ Việt Nam sang Mỹ, tổ chức tour du lịch từ Việt Nam sang Canada, tour du lịch Việt Nam đi Hàn, Nhật, Singapore, Thái Lan và các nước như là ở những các nước như Đông Nam Á có dịch vụ xe đón tại sân bay Tân Sơn Nhất giá rẻ, cho thuê những căn hộ cao cấp tại quận 7 Sài Gòn. Nếu quý vị nào có nhu cầu đi về Việt Nam cần xe đón tại sân bay Tân Sơn Nhất giá rẻ thì hãy vui lòng liên hệ bên em sẽ hỗ trợ quý khách. Và bên em có dịch vụ cho thuê căn hộ cao cấp tại quận 7 Sài Gòn luôn nha quý vị. Nếu quý vị có nhu cầu tìm một căn hộ cao cấp để mà nghỉ dưỡng sang trọng, mát mẻ, thoải mái, dễ chịu thì hãy liên hệ bên em sẽ hỗ trợ quý khách giá tốt nhất. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả quý vị anh chị cô chú ở 50 tiểu bang nước Mỹ và cảm ơn tất cả
quý vị ở tất cả các nước trên thế giới rất là nhiều đã ủng hộ kênh Tham quan nước Mỹ Channel trong suốt thời gian qua. Xin chân thành cảm ơn tất cả những khán giả của kênh Tham quan nước Mỹ Channel và tất cả những người khách hàng của kênh Tham quan nước Mỹ Channel. Xin chân thành gửi đến quý vị lời tri ân và lời cảm ơn sâu sắc. Xin chúc quý vị luôn luôn nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!